Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. 57 tuổi, MC Kỳ Duyên vẫn xinh như mộng khi làm phù dâu. Sau khi khiến người hâm mộ xôn xao với tin đồn Nguyễn Cao Kỳ Duyên tái hôn, MC Kỳ Cựu Thanh Minh cô chỉ làm phù dâu trong đám cưới. Hôm qua ngày 25 tháng 4, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên gây xôn xao khi đăng bức ảnh mặc bộ váy dạ hội cực kỳ gợi cảm, ôm bó hoa giống hoa cưới khoác tay một người đàn ông mặc lễ phục lịch lãm bước đi trước ánh mắt của rất nhiều quan khách trong một sự kiện dường như là đám cưới. Bị dậy chứ ai mà muốn là dòng trạng thái đăng. Kèm của chị, vẻ rạng rỡ của Kỳ Duyên và người đàn ông đi cùng chị cũng như việc mọi người đổ dồn sự chú ý vào họ khiến cư dân mạng xôn xao hỏi nhau. Phải chăng MC nổi tiếng kết hôn lần nữa? Không để mọi người đồn đoán lâu, đêm ngày 21 tháng 9, Kỳ Duyên đăng thêm loạt ảnh khác chụp trong cùng sự kiện và cho biết chị xuất hiện trong đám cưới này với vai trò phù dâu chứ không phải cô dâu ấy ấy. Mọi người đừng hiểu lầm nhé. Em chỉ làm phụ dâu chứ không phải cô dâu nha. Vì vậy mới nói bị dậy chứ ai mà muối. Vì ở tuổi này rồi ai đời đi làm phụ dâu. Chỉ vì cô dâu là em kết nghĩa của Kỳ Duyên nên đám cưới hỏi em muốn gì, em nói muốn chị làm phụ dâu. Ừ, thích thì chiều, Kỳ Duyên lý giải. Trong loạt ảnh mới, Kỳ Duyên khoe vóc dáng nột nà, săn chắc trong chiếc váy dây xẻ tà gợi cảm, nhìn làn da căng mịn, gương mặt thon gọn và đặc biệt là ánh mắt long lanh, nụ cười tươi như hoa của chị. Thật khó tin người phụ nữ này đã 57 tuổi. Người hâm mộ bên cạnh việc hết lời khen chị xinh đẹp thì còn bày tỏ nguyện vọng được thấy chị làm cô dâu. Kỳ Duyên mến yêu đã cho cả nhà một phen mừng hụt. Thôi chúng mình cứ đợi cuối con đường nắng lên chờ ai đến. Một cư dân mạng viết, dù đã bước sang tuổi 57, MC Kỳ Duyên vẫn giữ được vóc dáng thon gọn cùng gương mặt tươi tắn, xinh đẹp. MC Kỳ Duyên nổi tiếng là người có vẻ đẹp quên thời gian khi ở tuổi U60 vẫn giữ được sắc vóc tươi trẻ, thon gọn và gợi cảm. Mới đây, nữ MC đăng tải loạt ảnh diện bikini khoe dáng bên bờ biển tại Thái Lan mừng sinh, nhật tuổi 57. Nhiều người dành lời khen ngợi cho nữ MC bởi cô quá trẻ đẹp, thon thả cảm ơn tất cả các bạn bè đã cùng Kỳ Duyên sang Thái Lan ăn sinh nhật. Mấy hôm nay vui quá. Cảm ơn tất cả những lời chúc mừng của cả nhà, mọi người thương quá. Năm nay em trẻ ra một tuổi và không quên cảm ơn người ấy đã luôn cho em những ngạc nhiên thật thú vị, MC Kỳ Duyên chia sẻ trên trang cá nhân. Cô không quên đăng tải hình ảnh hạnh phúc, vui vẻ cùng người ấy của mình trong dịp đặc biệt này. Sắc vóc quá trẻ trung của nữ MC là điều khiến nhiều khán giả ngạc nhiên. Bó quyết duy trì vẻ tươi trẻ của MC Kỳ Duyên đó là luyện tập thể thao, ăn uống khoa học. Đặc biệt, cô luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan, thoải mái, yêu đời. Không quan tâm tới tuổi tác, cười nhiều khiến MC Kỳ Duyên ngày càng trẻ đẹp. Bên cạnh đó, tình yêu đời yêu người luôn tràn ngập cũng là một trong những năng lượng tích cực giúp nữ MC có nhan sắc thời gian bỏ quên như hiện tại. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh công việc, vui chơi đời thường. Ở hình ảnh nào, người ta cũng thấy một Kỳ Duyên tươi tắn, thon gọn. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, sinh năm 1965, là một trong những mỹ nhân nổi danh nhan sắc, tài năng. Cô được biết đến là một MC dí dỏm, hài hước và duyên dáng. Hiện tại, cô sống chủ yếu ở nước ngoài nhưng vẫn đi lại về Việt Nam khi có công việc. Duy Hân và MC Kỳ Duyên được biết đến như một trong những cặp đôi trai tài gái sắc. Cả hai đã có quãng thời, hơn 10 năm bên nhau mà không cần đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, từ đầu năm 2018, cặp đôi vướng tin đồn rạn nứt. Bản thân Kỳ Duyên khi được hỏi về điều này đã từng nói lấp lửng, chúng tôi vẫn sống chung và thực sự đến bây giờ tôi với bạn trai mới chính thức trở thành người bạn đời của nhau. Người bạn đời nghĩa là mình thật sự hạnh phúc, vui cho người kia miễn người kia thấy vui cũng như cho nhau hoàn toàn sự tự do, không chia tay nhưng mà tự do trong tất thảy mọi việc, thậm chí anh ấy vẫn có quyền lựa chọn người phù hợp hơn và tôi cũng vậy. Tôi chưa thể trả lời trong giai đoạn hiện nay bởi nó là chuyện cá nhân riêng tư. Bản thân Kỳ Duyên là MC nổi tiếng, cô ấy cũng về nước từ rất lâu nên tôi nghĩ tôi sẽ lên tiếng về chuyện này vào một giai đoạn thích hợp. Với tôi, Kỳ Duyên luôn là một người hoàn hảo và vô cùng thông minh. Thời gian ở bên cô ấy tôi rất hạnh phúc và học được nhiều điều. Tôi quen với điều này rồi.
Thậm chí nhiều người còn không biết tên tôi mà chỉ gọi là bạn trai Kỳ Duyên ơi. Tuy nhiên, tôi nghĩ đây là chuyện bình thường khi yêu một người nổi tiếng. Tôi cũng không nghĩ đến việc mình phải thoát khỏi cái tên đó, mà ngược lại, tôi nghĩ càng nhiều người biết mình càng tốt. Việc của tôi là làm công việc của mình thật tốt để không làm ảnh hưởng gì đến cái tên đó. Không, tôi thấy bình thường. Kỳ Duyên thông minh và nổi tiếng trong lĩnh vực của cô ấy, còn tôi cũng thông minh trong lĩnh vực của tôi. Có điều lĩnh vực của tôi là tài chính, không quá hào nhoáng và bóng bẩy như trong showbiz nên ít người biết đến tôi. Thời gian tôi chuyển sang làm MC cho một số chương trình, tôi có học hỏi thêm ở Kỳ Duyên và một số người bạn. Là một MC, người làm nghề đã lâu năm, lại rất nổi tiếng và được đông đảo công chúng yêu mến, Kỳ Duyên có hướng dẫn và chỉ cho tôi một số điều, và nó rất tốt cho việc tay ngang này của tôi. Tôi cảm thấy khá may mắn khi mình có một MC tài giỏi bên cạnh để chỉ bảo như vậy. Thực ra tôi và Kỳ Duyên đâu có hơn nhau nhiều tuổi, nhưng tôi không hiểu tại sao mọi người lại cứ tô vẽ như chúng tôi chênh lệch nhau quá nhiều. Cô ấy chỉ hơn tôi 2 tuổi mà thôi. Do đó, tôi cảm thấy bình thường như những đôi yêu nhau khác. Chúng tôi rất hòa hợp nhau trong mọi chuyện. Hiện tại, tôi làm chung công ty cùng với Kỳ Duyên. Cô ấy làm chi nhánh ở bên Mỹ, còn tôi ở Việt Nam. Chúng tôi vẫn trao đổi và liên lạc với nhau bình thường. Ngoài ra, tôi còn có mối quan hệ tốt với con gái riêng của cô ấy. Mỗi khi các cháu về Việt Nam đều qua chơi với tôi làm kinh doanh là chủ yếu, công ty của tôi làm nhiệm vụ nhập thực phẩm chức năng và phân phối ở thị trường Việt Nam. Ở Việt Nam 6 năm, tôi cũng đã quen với cuộc sống và công việc ở đây. Một năm tôi về Mỹ 4 lần để thăm gia đình. Tôi vẫn giữ những mối quan hệ với bạn bè nghệ sĩ ở hải ngoại như Hương Thủy, Trúc Linh. Ngoài ra, thi thẳng tôi có làm MC và tham gia đóng chung MV với một số nghệ sĩ khi có lời mời. Tôi cảm thấy vui với hai công việc này vì nó bổ trợ và giúp nhau phát triển. Tuy nhiên, thế mạnh và niềm yêu thích của tôi thì vẫn là kinh doanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.